À, xin chào mọi người, thì mình sẽ tiếp một cái thủ thuật kế tiếp là xuất một cái vùng in ra file PDF để in ấn. À, ý ở đây là giả sử chúng ta chưa có cái in máy in thì chúng ta chỉ muốn xuất ra file PDF để chúng ta đưa cho cái người khác để người ta tiện in ấn. Thì ở đây chúng ta sẽ xuất cái này ra file một cái vùng in ra file PDF. Đầu tiên thì chúng ta giả sử ở đây chúng ta sẽ có nhiều vùng. À, mình đã tạo ra những cái kiểu file, giả sử ở đây là một cái vùng của cái lớp S4 công nghệ thông tin 2. Mình bấm vào đây thì mình tới cái vùng này. Thì bây giờ mình sẽ thiết lập vùng in cho cái vùng này. Mình chỉ muốn in vùng này thôi. Thì ở trong trong đây có nhiều thì mình muốn in vùng nào mình thiết lập vùng đó. Thì mình sẽ chọn vào đây. Mình sẽ vào trong file, mình sẽ bấm vào mục này, mình sẽ bấm save area. Thì mình xem trang in trước, một file mình chọn ring. Mình xem được trang in thì đây là trang in. Thì bây giờ mình sẽ có một cái thủ thuật là xuất cái vùng in này sang PDF. Thì mình sẽ bấm vào Save and Send ở đây. Mình sẽ chọn cái này. Mình sẽ bấm vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ xuất nha. Thì chúng ta sẽ chọn cái nơi lưu trữ. À, mình sẽ chọn nơi lưu trữ. Mình sẽ chọn vào cái thư mục này. Thì như vậy. Và mình sẽ đặt một cái tên. À, ở đây thì mình có đặt một cái tên cho nó. Mình muốn đặt một cái tên theo một cái cấu trúc code này của mình. Mình đặt một cái theo cái tên này. Rồi bây giờ mình sẽ xem trang in xong rồi thì mình sẽ đầu mình bấm vào save and send, mình xuất cái file PDF. Mình sẽ đặt cái tên cho nó. Mình lưu vào cái thư mục của mình. À, đưa vào thư mục này và mình sẽ đặt tên. Rồi sau khi mà đã xuất ra được rồi, chúng ta hãy xem thử. Chúng ta xem thử đây nè, mình có thể xuất nhiều vùng, xem thử một cái. Rồi chúng ta thấy đây nó giống như một trang in sao sẵn. Rồi bây giờ mình lại ví dụ thêm một lần nữa qua một cái vùng in thứ hai. Giả sử ở đây mình lại có một cái file này tiếp. À, bây giờ mình sẽ giả sử mình in cái khúc này. À, mình muốn in cái phần vùng in này, mình bấm vào Select Cache thở lại, bấm vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái vùng này mình cần in. Mình sẽ chọn vùng này. Rồi ở đây mình lại vào đây, mình chọn Save Screen Area. Rồi chúng ta thấy ở đây chúng ta xem cái in tiếp. Ở đây chúng ta thấy nó có cái vùng in này rồi. Chúng ta thiết lập lại cái trang một chút. Đây là một ví dụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuất, chúng ta bấm vào Save and Send, chúng ta bấm vào đây. Rồi mình lại đặt một cái tên, thì ở đây mình lấy cái tên. Rồi, vậy là mình đã xuất ra được rồi, chúng ta có thể coi ở trong đây.
À, đây họ lại mình lưu lại, lưu vào trong đây. Đó, bây giờ mình sẽ coi cho anh trước, mình mở này lên. Đó, đây là một cái thứ hai kiểu như vậy. Đó, đây là cái cách mà mình xuất file PDF trước khi in. Thì như vậy thì khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta chỉ cần đưa cho cái người in ấn là người ta cứ như vậy người ta in thôi, không cần phải chỉnh cái gì nữa. Xin vậy, xin chào mọi người nhé.